chào mừng bạn đến với kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá những bí ẩn chưa lời giải đáp của vũ trụ. Vũ trụ, không gian bao la và huyền bí, nơi mà con người từ thuở khai sinh đã luôn hướng tầm mắt về với lòng khao khát khám phá, tìm hiểu. Vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian, từ những bộ lạc cổ đại từng tôn thờ các vị thần bầu trời đến những nhà khoa học hiện đại ngày đêm mày mò với các công cụ tối tân, nhân loại đã luôn khao khát hiểu được những gì nằm ngoài tầm giới của họ. Ngày nay, khi đứng trên đỉnh cao của khoa học và công nghệ, chúng ta vẫn không ngừng bị cuốn hút bởi những điều kỳ diệu ẩn chứa trong khoảng không gian bất tận. Từ khi con người lần đầu tiên nhận ra rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, rằng hành tinh của chúng ta chỉ là một chấm nhỏ bé giữa hàng tỷ ngôi sao, sự tò mò của chúng ta đối với vũ trụ càng ngày càng lớn mạnh. Qua hàng thế kỷ, chúng ta đã phát triển các công nghệ để quan sát và thăm dò không gian, từ kính viễn vọng của Galileo đến những tàu vũ trụ hiện đại bay xuyên qua hệ mặt trời. Nhưng mỗi lần chúng ta tiến thêm một bước, những câu hỏi mới lại xuất hiện, những bí ẩn sâu thẳm của vũ trụ vẫn còn đó, thách thức mọi nỗ lực của chúng ta trong việc tìm ra lời giải. Chúng ta đã phát hiện ra những điều kỳ diệu, những ngôi sao khổng lồ bùng nổ thành siêu tân tinh. Các hành tinh nằm trong vùng sống được của các ngôi sao xa xôi, những lỗ đen khổng lồ với sức mạnh không thể tưởng tượng. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng đối mặt với vô số bí ẩn lớn. Những câu hỏi như, vũ trụ bắt đầu từ đâu? Có tồn tại những dạng sống khác ngoài trái đất? Điều gì sẽ xảy ra khi vũ trụ giãn nở đến vô cùng? Những câu hỏi này đã và đang đẩy các nhà khoa học đến giới hạn của trí tuệ và công nghệ, tìm kiếm những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh toàn cảnh về vũ trụ. Những bí ẩn chưa lời giải đáp ấy vẫn tiếp tục thách thức trí tưởng tượng và khả năng của nhân loại. Trong suốt lịch sử, con người đã không ngừng khám phá, sáng tạo và đẩy xa giới hạn hiểu biết của mình để tìm hiểu về những điều chưa biết. Các nền văn minh cổ đại đã xây dựng nên những quan điểm độc đáo về vũ trụ, từ việc xem các ngôi sao là các vị thần cho đến việc tạo ra các câu chuyện thần thoại để giải thích các hiện tượng thiên nhiên. Những truyền thuyết này, dù phần lớn đã bị khoa học hiện đại bác bỏ, vẫn là bằng chứng cho thấy niềm đam mê khám phá vũ trụ của con người là vô tận. Ngày nay, nhờ vào các tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chúng ta đã tiến gần hơn bao giờ hết đến việc hiểu biết về vũ trụ. Các kính viễn vọng không gian như Hubble đã cho chúng ta những cái nhìn đầu tiên về những thiên hà xa xôi cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng. Những sứ mệnh thăm dò như Voyager đã vượt ra ngoài hệ mặt trời, mang theo hy vọng tìm kiếm những câu trả lời về biên giới cuối cùng của không gian. Tuy nhiên, càng tiến xa, chúng ta lại càng nhận ra rằng vũ trụ còn nhiều điều mà chúng ta chưa thể hiểu hết. Chẳng hạn, chúng ta đã biết rằng vũ trụ đang giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh, nhưng nguyên nhân của sự giãn nở này được cho là do năng lượng tối, vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Vật chất tối chiếm phần lớn khối lượng của vũ trụ cũng là một trong những thách thức lớn đối với khoa học hiện đại. Chúng ta biết rằng vật chất tối không tương tác với ánh sáng nên không thể nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn hiện diện khắp nơi và ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của các thiên hà. Tuy nhiên, bản chất thực sự của vật chất tối vẫn là một ẩn số. Không chỉ vậy, những câu hỏi về sự sống ngoài trái đất cũng là một trong những bí ẩn lớn mà chúng ta đang tìm cách giải đáp. Trong vũ trụ rộng lớn với hàng tỷ ngôi sao và hành tinh, liệu có thể chúng ta là sinh vật duy nhất tồn tại? Những nỗ lực tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác, như việc thăm dò sao Hỏa hay tìm kiếm các tín hiệu từ các nền văn minh ngoài hành tinh, đã và đang được tiến hành, nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự sống ngoài trái đất. Liệu có thể có những dạng sống mà chúng ta chưa thể nhận ra, hay có những nền văn minh phát triển hơn chúng ta nhưng chọn cách ẩn mình? Những câu hỏi này, dù có thể không có lời giải ngay lập tức, nhưng chính chúng là động lực để con người tiếp tục khám phá, tiếp tục đẩy xa giới hạn của hiểu biết. Trong quá trình đó, chúng ta không chỉ khám phá vũ trụ, mà còn khám phá chính bản thân mình, hiểu rõ hơn về vị trí của con người trong bức tranh lớn của sự tồn tại. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau dán màn những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ để khám phá những điều mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể lý giải. Mỗi một bí ẩn mà chúng ta khám phá ra không chỉ mang lại cho chúng ta sự kinh ngạc và thán phục, mà còn mở ra những câu hỏi mới, những thách thức mới để chúng ta tiếp tục hành trình khám phá của mình. Và ai biết được, có thể một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ là những người đầu tiên tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn lớn lao này.
Hãy cùng bước vào hành trình khám phá đầy kỳ thú này để cùng nhau tìm hiểu những điều chưa biết về vũ trụ, và biết đâu chúng ta có thể góp phần vào việc viết nên những trang sử mới của khoa học. Lỗ đen, khái niệm nghe có vẻ như chỉ tồn tại trong các câu chuyện diễn tưởng, nhưng thực tế, chúng lại là một trong những hiện tượng bí ẩn và đáng sợ nhất của vũ trụ. Được xem như những quái vật vô hình, lỗ đen là những vùng không gian nơi mà lực hấp dẫn mạnh đến nỗi không một vật thể nào, thậm chí cả ánh sáng, có thể thoát ra. Chúng hình thành khi một ngôi sao khổng lồ sụp đổ dưới sức nặng của chính mình, tạo ra một điểm kỳ dị, nơi mà mọi định luật vật lý dường như sụp đổ. Nhưng điều gì thực sự xảy ra bên trong lỗ đen? Đây là câu hỏi đã làm đau đầu không ít nhà khoa học trong nhiều thập kỷ qua. Khi một vật thể tiến gần lỗ đen, nó sẽ bị kéo vào trong với tốc độ ngày càng tăng, xoáy vào trung tâm như bị cuốn vào một dòng nước xoáy. Vật chất sẽ bị kéo dài và nghiền nát bởi lực hấp dẫn mạnh mẽ của lỗ đen, tạo nên một hiện tượng mà chúng ta gọi là spaghettification, hiện tượng sợi mì. Nhưng điều gì xảy ra sau khi vật thể này biến mất sau chân trời sự kiện của lỗ đen? Chân trời sự kiện, giới hạn cuối cùng, là nơi mà một khi vật thể vượt qua, sẽ không còn đường quay lại. Nhưng liệu lỗ đen chỉ đơn thuần là điểm kết thúc của mọi thứ? Hay có thể, chúng là những cánh cửa dẫn đến những vũ trụ khác? Các lý thuyết về lỗ đen đã mở ra nhiều khả năng mới, từ việc chúng có thể là lối vào của các lỗ trắng, nơi mà vật chất bị đẩy ra, đến việc chúng có thể kết nối hai điểm xa xôi của vũ trụ thông qua những lỗ sâu, những đường hầm không gian thời gian. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chỉ là giả thuyết, và thực tế bên trong lỗ đen vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có thể, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đang thực sự xảy ra bên trong những quái vật vũ trụ này. Bởi mọi thứ bên trong lỗ đen đều bị giấu kín bởi chân trời sự kiện, không một thông tin nào có thể thoát ra ngoài để quay lại với chúng ta. Chính sự bí ẩn này đã làm cho lỗ đen trở thành một trong những hiện tượng thiên văn hấp dẫn nhất, thúc đẩy không ngừng những nghiên cứu và khám phá. Từ những quan sát bằng các kính viễn vọng không gian đến các mô phỏng siêu máy tính, con người đang dần dần lột tả phần nào về bản chất của lỗ đen. Nhưng liệu chúng ta có thể hiểu hết về chúng, hay chúng sẽ mãi mãi là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ? Hãy cùng tiếp tục cuộc hành trình khám phá những điều chưa biết, và biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có câu trả lời. Nhưng cho đến lúc đó, lỗ đen vẫn sẽ tiếp tục là những quái vật bí ẩn, ẩn mình trong bóng tối của không gian, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của chúng, và để lại phía sau những câu hỏi không lời giải. Vũ trụ, trong tất cả sự bao la và phức tạp của nó, dường như chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh của thực tại. Chúng ta, với tất cả các công nghệ tiên tiến hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy khoảng 15% vũ trụ, bao gồm các ngôi sao, hành tinh, khí bụi và mọi thứ mà mắt thường và các thiết bị quan sát có thể nhận diện được. Nhưng phần còn lại, chiếm tới 85% khối lượng vũ trụ, là thứ mà chúng ta chưa thể thấy, chạm vào hay thậm chí hiểu rõ, vật chất tối và năng lượng tối. Vật chất tối, như tên gọi của nó, là một dạng vật chất mà chúng ta không thể nhìn thấy trực tiếp. Nó không phát ra, không hấp thụ hay phản xạ ánh sáng, và chỉ có thể được nhận diện thông qua những ảnh hưởng hấp dẫn mà nó gây ra lên các thiên hà và cụm thiên hà. Chúng ta biết rằng vật chất tối tồn tại bởi vì nếu chỉ dựa vào khối lượng của các thiên thể có thể quan sát được, vũ trụ sẽ không có đủ lực hấp dẫn để giữ các thiên hà và hệ thống sao lại với nhau. Vật chất tối đóng vai trò như một loại keo vũ trụ vô hình, giữ cho tất cả các thành phần của vũ trụ liên kết với nhau. Nhưng bản chất của vật chất tối là gì? Chúng ta đã và đang cố gắng giải mã nó thông qua các thí nghiệm trong các máy gia tốc hạt mạnh nhất thế giới, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Có thể vật chất tối bao gồm những hạt vật lý chưa từng được phát hiện, hoặc có thể nó là biểu hiện của những định luật vật lý hoàn toàn mới. Dù sao đi nữa, việc hiểu rõ vật chất tối sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong vật lý học và thay đổi cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ mãi mãi. Không chỉ có vật chất tối, năng lượng tối cũng là một bí ẩn thách thức các nhà khoa học. Trong những năm 1990, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng vũ trụ không chỉ giãn nở, mà tốc độ giãn nở của nó đang ngày càng tăng nhanh. Nguyên nhân của hiện tượng này được gán cho một thứ gọi là năng lượng tối, một loại năng lượng bí ẩn chiếm khoảng 70% tổng năng lượng của vũ trụ. Không giống như vật chất tối, năng lượng tối không liên kết các thiên hà lại với nhau mà thay vào đó, nó đẩy chúng ra xa nhau, khiến vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh. Nhưng năng lượng tối thực sự là gì?
Đó là một câu hỏi mà hiện tại chúng ta vẫn chưa có lời giải. Một số giả thuyết cho rằng nó có thể liên quan đến hằn số vũ trụ mà Einstein từng đề xuất, một dạng năng lượng tiềm tàng của không gian trống rỗng. Một giả thuyết khác lại cho rằng nó có thể là một dạng năng lượng nào đó hoàn toàn mới, tương tác với không gian thời gian theo cách mà chúng ta chưa từng biết đến. Những bí ẩn này không chỉ làm đau đầu các nhà khoa học mà còn thách thức mọi giới hạn của tri thức con người. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vật chất tối và năng lượng tối, chúng ta có thể tìm ra những câu trả lời về sự hình thành, phát triển và tương lai của vũ trụ. Liệu vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi, hay sẽ có một ngày mọi thứ tan rã, để lại một khoảng không gian vô tận và lạnh lẽo? Đây là những câu hỏi mà mỗi một bước tiến trong nghiên cứu khoa học đều đang cố gắng giải đáp. Từ các kính viễn vọng không gian tiên tiến nhất, đến các thí nghiệm trên trái đất, con người không ngừng nỗ lực để tìm ra bản chất thực sự của vật chất tối và năng lượng tối. Nhưng cho đến nay, chúng vẫn là những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ và có thể sẽ là những thách thức còn kéo dài trong nhiều thập kỷ tới. Hãy tiếp tục theo dõi và khám phá, vì chỉ có sự kiên nhẫn và trí tuệ không ngừng nghỉ mới có thể giúp chúng ta từng bước vén màn những bí ẩn này. Dù chúng ta có thể chưa tìm ra câu trả lời ngay hôm nay, nhưng mỗi phát hiện mới đều sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn đến việc giải mã những bí ẩn thách thức này, mở ra những chân trời mới trong việc hiểu biết về vũ trụ. Khi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta thấy hàng tỷ ngôi sao lấp lánh, mỗi ngôi sao trong số đó có thể là trung tâm của một hệ hành tinh như hệ mặt trời của chúng ta. Trong không gian bao la này, câu hỏi liệu chúng ta có thực sự cô đơn trong vũ trụ đã luôn làm day dứt nhân loại qua nhiều thế hệ. Nếu vũ trụ rộng lớn như vậy, với vô số hành tinh và ngôi sao, thì khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất là rất cao. Nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của họ? Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự sống ngoài hành tinh, nhưng những dấu hiệu khả quan vẫn tiếp tục xuất hiện. Từ những phát hiện về các hành tinh nằm trong vùng sống được của các ngôi sao, khu vực mà nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt, đến việc tìm thấy các phân tử hữu cơ phức tạp trên các thiên thể như sao hỏa hay các mặt trăng của sao mộc và sao thổ. Những dấu hiệu này, dù chưa thể xác định được, đã làm dấy lên hy vọng về việc chúng ta không phải là sinh vật duy nhất trong vũ trụ. Kính viễn vọng không gian Kepler, trong suốt thời gian hoạt động của mình, đã phát hiện ra hàng ngàn hành tinh ngoài hệ mặt trời. Và trong số đó, có nhiều hành tinh được cho là có điều kiện thích hợp để tồn tại sự sống. Những hành tinh này nằm trong vùng sống được, nơi mà nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh, cho phép nước lỏng, yếu tố thiết yếu cho sự sống, có thể tồn tại. Việc tìm ra những hành tinh như vậy đã mở ra một chương mới trong việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, mang lại hy vọng rằng đâu đó ngoài kia có thể có một hành tinh giống trái đất, nơi có sự sống đang phát triển. Tuy nhiên, việc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh không hề dễ dàng. Vũ trụ quá rộng lớn và công nghệ hiện tại của chúng ta vẫn còn hạn chế. Chúng ta có thể chỉ đang tìm kiếm trong một góc nhỏ của vũ trụ, trong khi sự sống có thể tồn tại ở những nơi mà chúng ta chưa từng nghĩ đến hoặc chưa có khả năng khám phá. Dù vậy, những nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học đã và đang tiếp tục đẩy mạnh khả năng tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, là một trong những dự án nổi bật nhất trong lĩnh vực này, tập trung vào việc tìm kiếm các tín hiệu vô tuyến từ các nền văn minh ngoài hành tinh. Dù cho đến nay chúng ta chưa bắt được tín hiệu nào rõ ràng, nhưng việc tiếp tục lắng nghe và tìm kiếm vẫn được duy trì, vì chỉ cần một tín hiệu duy nhất có thể thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về vị trí của nhân loại trong vũ trụ. Không chỉ có vậy, các sứ mệnh thám hiểm như tàu thăm dò sao hỏa Curiosity hay Perseverance cũng đang tìm kiếm các dấu hiệu về sự sống cổ đại trên bề mặt hành tinh nọ. Các nghiên cứu về sao hỏa đã cho thấy rằng hành tinh này từng có những điều kiện khí hậu ấm áp và ẩm ướt hơn hiện nay, có thể phù hợp cho sự tồn tại của các dạng sống vi sinh vật. Liệu những dấu vết của sự sống, nếu có thể còn sót lại dưới dạng hóa thạch hay các hợp chất hữu cơ? Một câu hỏi khác nữa là, nếu sự sống tồn tại ngoài trái đất, tại sao chúng ta chưa liên lạc được với họ? Đây là một trong những nghịch lý lớn nhất trong thiên văn học, được biết đến như nghịch lý Fermi. Có thể các nền văn minh ngoài hành tinh quá xa để chúng ta có thể liên lạc với họ, hoặc có thể họ sử dụng các phương thức liên lạc mà chúng ta chưa thể hiểu được, hoặc có thể họ đã tự hủy diệt trước khi chúng ta kịp phát hiện. Mặc dù có nhiều thách thức, nhưng hy vọng vẫn còn đó. Mỗi một phát hiện mới,
mỗi một tín hiệu nhận được đều mang theo hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra sự sống ngoài hành tinh. Nếu một ngày nào đó, chúng ta tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của một nền văn minh khác, điều đó sẽ không chỉ là một bước ngoặt trong khoa học mà còn thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về vị trí của nhân loại trong vũ trụ. Cho đến khi điều đó xảy ra, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, không ngừng khám phá những điều chưa biết và luôn giữ trong mình hy vọng rằng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ. Cuộc hành trình khám phá vũ trụ vẫn còn dài và ai biết được, có thể vào một ngày không xa, chúng ta sẽ không chỉ tìm thấy những dấu vết của sự sống ngoài trái đất mà còn có thể chào đón những người bạn từ các thế giới xa xôi. Từ những khoảnh khắc đầu tiên của thời gian, vũ trụ của chúng ta đã bắt đầu một hành trình kỳ diệu, khởi nguồn từ một sự kiện vô cùng mạnh mẽ mà chúng ta gọi là vụ nổ lớn, Big Bang. Từ một điểm cực kỳ nhỏ bé, chứa đựng toàn bộ năng lượng và vật chất của vũ trụ, vụ nổ lớn đã thổi bùng mọi thứ ra xung quanh, tạo ra không gian, thời gian và mọi thứ mà chúng ta biết đến ngày hôm nay. Nhưng câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi, hay nó sẽ có một kết thúc khác, hoành tráng và bất ngờ như cách nó bắt đầu? Một trong những kịch bản phổ biến nhất về tương lai của vũ trụ là sự giãn nở không ngừng nghỉ. Theo lý thuyết này, vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh do ảnh hưởng của năng lượng tối, một loại năng lượng bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Khi vũ trụ tiếp tục giãn nở, các thiên hà sẽ ngày càng rời xa nhau, ánh sáng từ các ngôi sao và thiên hà sẽ ngày càng mờ dần cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của chúng ta. Vũ trụ sẽ trở nên lạnh lẽo và tối tăm, một nơi mà không có gì tồn tại ngoài sự cô đơn và bóng tối, một kịch bản mà các nhà khoa học gọi là cái chết nhiệt, hít đét, hoặc sự đóng băng lớn, Big Freeze. Nhưng đó không phải là kịch bản duy nhất. Một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, thay vì giãn nở mãi mãi, vũ trụ có thể sẽ trải qua một quá trình đảo ngược. Theo giả thuyết này, tại một thời điểm nào đó trong tương lai, năng lượng tối có thể giảm dần hoặc đảo chiều, khiến lực hấp dẫn trở nên thống trị. Khi đó, thay vì giãn nở, vũ trụ sẽ bắt đầu co lại. Các thiên hà sẽ di chuyển về phía nhau, không gian sẽ bị thu hẹp lại và toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ vào chính nó trong một sự kiện mà các nhà khoa học gọi là sự sụp đổ lớn, Big Crunch. Có những giả thuyết khác cho rằng vũ trụ có thể không chỉ giãn nở hay co lại, mà có thể trải qua các chu kỳ giãn nở và co lại liên tiếp, tạo ra một loạt các vụ nổ lớn và sụp đổ lớn trong một quá trình vô tận. Mỗi chu kỳ có thể đánh dấu sự khởi đầu của một vũ trụ mới, với các định luật vật lý và cấu trúc hoàn toàn khác biệt. Liệu điều này có nghĩa là chúng ta đang sống trong một trong số những chu kỳ này, và một ngày nào đó, vũ trụ của chúng ta sẽ kết thúc, chỉ để bắt đầu lại từ đầu? Một kịch bản khác, ít được đề cập hơn nhưng vẫn nằm trong khả năng, là sự xé rách lớn, Big Rip. Theo giả thuyết này, nếu năng lượng tối tiếp tục tăng mạnh theo thời gian, nó có thể sẽ trở nên quá mạnh mẽ, vượt qua cả lực hấp dẫn và các lực cơ bản khác. Khi đó, không chỉ các thiên hà bị xé rời nhau, mà ngay cả các ngôi sao, hành tinh và cuối cùng là các nguyên tử cũng sẽ bị xé toạc ra, để lại một vũ trụ trống rỗng hoàn toàn. Dù là kịch bản nào, một điều chắc chắn là tương lai của vũ trụ vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải. Chúng ta có thể suy đoán dựa trên những hiểu biết hiện tại, nhưng liệu chúng ta có bao giờ biết được chắc chắn điều gì sẽ xảy ra? Có thể chúng ta chỉ là những người quan sát, đứng bên lề một hành trình dài hàng tỷ năm của vũ trụ, nơi mà mỗi câu trả lời lại mở ra thêm nhiều câu hỏi mới. Việc hiểu rõ về tương lai của vũ trụ không chỉ giúp chúng ta dự đoán điều gì sẽ xảy ra, mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về bản chất của chính vũ trụ này, về năng lượng tối, vật chất tối và những lực cơ bản điều khiển mọi thứ. Mỗi phát hiện mới đều có thể thay đổi toàn bộ cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ, từ một nơi vững chắc và ổn định thành một không gian đầy biến động và thay đổi liên tục. Vũ trụ, từ khi ra đời cho đến giờ, đã trải qua nhiều biến đổi không thể tưởng tượng được, và hành trình đó vẫn chưa kết thúc. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu về những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng tương lai của vũ trụ vẫn là một câu chuyện chưa được kể. Dù kết thúc của nó có thể là gì, chúng ta cũng nên nhớ rằng mỗi giây phút mà chúng ta trải nghiệm và khám phá là một phần của hành trình này, một hành trình mà chúng ta may mắn được là nhân chứng. Hãy tiếp tục quan sát và tìm hiểu, vì dù kết cục của vũ trụ là gì, thì việc hiểu rõ hơn về nó sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho những gì có thể đến. Và ai biết được,
có thể chúng ta sẽ tìm ra cách để tồn tại và phát triển, dù cho vũ trụ có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Du hành thời gian, một ý tưởng mà từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho không chỉ các nhà văn diễn tưởng, mà còn cho các nhà khoa học và triết gia. Từ những câu chuyện cổ tích cho đến những bộ phim bom tấn hiện đại, ý tưởng về việc có thể quay ngược lại quá khứ hoặc bước vào tương lai đã cuốn hút trí tưởng tượng của con người qua nhiều thế hệ. Nhưng liệu giấc mơ này có thể trở thành hiện thực? Trên thực tế, khái niệm du hành thời gian không hoàn toàn là một điều diễn tưởng xa vời. Nó được bắt nguồn từ lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, một trong những nền tảng vững chắc nhất của vật lý hiện đại. Theo Einstein, thời gian không phải là một đại lượng cố định, mà có thể bị uốn cong và biến dạng bởi sự hiện diện của khối lượng lớn hoặc tốc độ rất cao. Điều này dẫn đến khả năng thời gian có thể trôi chậm hơn hoặc nhanh hơn ở các nơi khác nhau trong vũ trụ, một hiện tượng mà chúng ta gọi là giãn nở thời gian. Ví dụ, nếu một người có thể di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, thời gian đối với họ sẽ chậm lại so với người đang đứng yên trên trái đất. Khi người đó trở về, họ có thể phát hiện rằng mình đã chỉ trải qua vài năm, trong khi hàng thập kỷ đã trôi qua trên trái đất. Đây chính là một dạng của du hành thời gian, dù vẫn còn xa vời với khả năng công nghệ hiện tại. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể không chỉ du hành vào tương lai, mà còn quay ngược lại quá khứ? Đây là nơi mà các thách thức khoa học và triết học bắt đầu trở nên phức tạp. Đầu tiên, có những nghịch lý như nghịch lý ông nội. Nếu bạn quay lại quá khứ và ngăn cản ông nội mình gặp bà nội, thì bạn sẽ không bao giờ được sinh ra. Và nếu bạn không tồn tại, thì làm sao bạn có thể quay lại quá khứ để ngăn cản sự kiện đó? Những nghịch lý này đặt ra những câu hỏi lớn về tính liên tục của không gian và thời gian, và liệu việc thay đổi quá khứ có thể dẫn đến những dòng thời gian song song hay không? Một số nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về các lỗ sâu, wormholes, những đường hầm trong không gian thời gian có thể kết nối hai điểm khác nhau trong không gian hoặc thậm chí là thời gian. Nếu chúng ta có thể ổn định một lỗ sâu, nó có thể trở thành cánh cửa cho phép chúng ta di chuyển giữa các thời điểm khác nhau trong lịch sử. Tuy nhiên, việc tạo ra và ổn định một lỗ sâu đòi hỏi những công nghệ và năng lượng vượt xa những gì chúng ta hiện có. Cũng có những giả thuyết về vũ trụ đa chiều, nơi mà mỗi quyết định hoặc sự kiện tạo ra một nhánh mới trong không gian thời gian, dẫn đến sự tồn tại của vô số vũ trụ song song. Theo quan điểm này, du hành thời gian có thể không thay đổi quá khứ của chính chúng ta, mà thay vào đó đưa chúng ta đến một thực tại khác, nơi quá khứ đã bị thay đổi. Dù cho các thách thức khoa học vẫn còn đó, nhưng giấc mơ về du hành thời gian chưa bao giờ ngừng thu hút sự tò mò và sáng tạo của con người. Chúng ta luôn khao khát vượt qua giới hạn của thời gian, không chỉ để hiểu rõ hơn về lịch sử, mà còn để khám phá tương lai. Những câu hỏi lớn về du hành thời gian có thể chưa có lời giải, nhưng việc tìm hiểu và khám phá sẽ tiếp tục đưa con người đến gần hơn với những điều tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng. Trong khi chờ đợi những tiến bộ công nghệ giúp chúng ta thực hiện được giấc mơ này, chúng ta có thể tận hưởng sự kỳ diệu của ý tưởng du hành thời gian qua các tác phẩm văn học và điện ảnh, nơi mà giới hạn của khoa học bị vượt qua và những câu chuyện thú vị về việc di chuyển giữa các thời điểm trong lịch sử và tương lai được khám phá. Những câu chuyện này không chỉ giải trí mà còn kích thích sự sáng tạo và tò mò của con người, thúc đẩy chúng ta không ngừng mơ ước và khám phá. Vì vậy, dù cho du hành thời gian hiện tại vẫn chỉ là một khái niệm trong các lý thuyết và tưởng tượng, chúng ta hãy tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ này. Ai biết được, có thể một ngày nào đó, những giới hạn của thời gian sẽ bị phá vỡ, và con người sẽ thực sự có thể du hành qua các thời đại, mở ra những cánh cửa mới cho sự hiểu biết và khám phá. Khi chúng ta ngước nhìn lên bầu trời đêm, chiêm ngưỡng những ngôi sao lấp lánh và cảm nhận sự bao la của vũ trụ, chúng ta cũng đồng thời đối diện với một cảm giác nhỏ bé trước sự mênh mông của không gian và thời gian. Vũ trụ, với tất cả những bí ẩn và điều kỳ diệu, đã và đang thúc đẩy trí tưởng tượng của nhân loại từ những ngày đầu tiên cho đến hiện tại. Những câu hỏi lớn về sự khởi đầu và kết thúc của vũ trụ, về sự sống ngoài hành tinh, và thậm chí là về khả năng du hành thời gian, vẫn còn đó, chờ đợi những bộ óc sáng tạo nhất của chúng ta khám phá và giải mã. Chúng ta đã đi một chặng đường dài từ những ngày đầu tiên khi con người chỉ biết ngắm nhìn bầu trời với sự tò mò và sợ hãi. Giờ đây, chúng ta có những công cụ tiên tiến, những lý thuyết vật lý phức tạp và những sứ mệnh thăm dò không gian đầy tham vọng, tất cả nhằm mục đích tìm hiểu và giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Nhưng điều đáng nhớ là, càng tiến gần đến những câu trả lời,
chúng ta càng nhận ra rằng có nhiều điều mà chúng ta chưa hiểu hết. Mỗi khám phá mới, mỗi bước tiến mới đều mở ra những câu hỏi khác, những thách thức mới, và đó chính là điều khiến cuộc hành trình này trở nên thú vị và đầy hứa hẹn. Hành trình khám phá vũ trụ không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà còn là hành trình của sự tò mò vô tận, của khát vọng vượt qua giới hạn và hiểu biết. Mỗi lần chúng ta tiến thêm một bước, chúng ta không chỉ học được thêm về những gì xung quanh mình, mà còn học được thêm về chính mình, về khả năng của trí tuệ con người và về vị trí của chúng ta trong bức tranh lớn của vũ trụ. Khi nhìn về phía trước, chúng ta có thể chắc chắn một điều, vũ trụ sẽ không ngừng làm chúng ta ngạc nhiên. Sẽ có những khoảnh khắc mà chúng ta sẽ khám phá ra những điều mới mẻ, những hiện tượng kỳ lạ mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Và cũng sẽ có những lúc mà chúng ta phải đối diện với những bí ẩn mà không dễ dàng có lời giải. Nhưng chính những thách thức này, chính những câu hỏi chưa có đáp án mới là động lực để chúng ta tiếp tục khám phá, tiếp tục học hỏi và tiếp tục tiến xa hơn trong hành trình vĩ đại này. Vũ trụ, với tất cả sự bao la và phức tạp của nó, vẫn còn nhiều điều đang chờ đợi chúng ta. Cùng tiếp tục nhìn về phía trước, nơi mà mỗi phát hiện mới sẽ mang đến cho chúng ta không chỉ những kiến thức mới mà còn nhiều câu hỏi thú vị khác. Chúng ta có thể không bao giờ tìm ra tất cả câu trả lời, nhưng chính hành trình tìm kiếm đó đã tạo nên những điều tuyệt vời nhất mà nhân loại từng trải qua. Hãy giữ vững tinh thần khám phá, tiếp tục mở rộng tầm mắt và trí óc, vì vũ trụ vẫn luôn ở đó, rộng lớn, kỳ diệu và đầy thách thức. Và trong mỗi bước đi, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến việc hiểu rõ hơn về thế giới quanh mình, về vị trí của chúng ta trong vũ trụ và về chính bản thân chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này, cùng chúng tôi khám phá những bí ẩn tuyệt vời của vũ trụ. Hành trình tìm hiểu về những điều kỳ diệu ngoài kia vẫn chưa kết thúc, và chúng tôi rất mong được tiếp tục cùng các bạn trên hành trình này. Nếu bạn cũng cảm thấy hứng thú với những khám phá mới mẻ và muốn tiếp tục dấn thân vào những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải, đừng quên nhấn nút đăng ký ngay bên dưới. Khi bạn nhấn đăng ký, hãy nhớ bật chuông thông báo để luôn được cập nhật mỗi khi chúng tôi ra video mới. Bằng cách này, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào về các chủ đề thú vị như vũ trụ, thiên văn học và khoa học. Mỗi video sẽ là một hành trình mới, mang đến những kiến thức, những suy ngẫm và những câu hỏi để bạn tiếp tục khám phá cùng chúng tôi. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi rất mong được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, nơi mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá, học hỏi và cùng nhau mở rộng hiểu biết về vũ trụ vô tận. Hãy nhấn đăng ký, bật chuông và chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu tiếp theo.